Mến chào các em học sinh của trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay, cô sẽ ôn tập nội dung để chuẩn bị phần kiểm tra học kỳ 2 sắp đến. Nội dung gồm có các nội như sau. Thứ nhất, về mô đun cảm biến. Thì ở đây là nhớ hai cái mô đun là mô đun cảm biến nhiệt độ và mô đun cảm biến độ ẩm. Cho biết quan sát hình vẽ và cho biết chức năng mạch điện. Và chức năng của mạch điều khiển là gì? Đối với mạch điện này, công chức năng của nó là sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ để điều khiển nhiệt độ của lò ấp trứng. Chức năng mạch điều khiển. Khi nhiệt độ lò ấp trứng thấp thì đèn tự động sáng để làm tăng nhiệt độ của lò ấp trứng. Khi nhiệt độ lò ấp trứng cao thì đèn tự động tắt, ngừng cấp nhiệt cho lò ấp trứng. Câu 2, công dụng chức năng mạch điều khiển của mô đun cảm biến độ ẩm. Công dụng của mạch điều khiển là sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm để điều khiển tự động bơm nước tưới cây cho vườn rau. Và chức năng, khi độ ẩm của đất thấp, chức năng của mạch điều khiển. Khi độ ẩm của đất thấp, động cơ bơm nước hoạt động để tưới nước cho vườn rau. Khi độ ẩm của đất cao, động cơ bơm nước dừng hoạt động. Câu 3, mục đích của thiết kế kỹ thuật. Có 3 mục đích. Thứ nhất là lập hồ sơ thiết kế. Thứ hai là chế tạo, thi công, tạo ra sản phẩm. Thứ ba, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm. Câu 4, vai trò của phát triển công nghệ. Phát triển kỹ thuật gắn với phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sản xuất và đời sống. Giá trị của sản phẩm phát triển thể hiện thông qua các yếu tố như là tăng tính năng sử dụng, tăng tuổi thọ, giảm trọng lượng và giảm giá thành. Vai trò của phát triển công nghệ. Thiết kế kỹ thuật thúc đẩy công nghệ phát triển, tạo ra công nghệ mới có nhiều tính năng vượt trội hơn so với công nghệ trước đó. Thì cái phần này phát triển công nghệ, chúng ta sẽ lấy ví dụ của TV. Thì TV trải qua các giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đầu tiên chỉ là TV trắng đen, rất là dày và nặng. Đến giai đoạn thứ hai thì đã TV màu và kích thước của màn hình còn hạn chế, rất là dày và nặng. Và giai đoạn thứ ba thì hiện nay chúng ta đang sử dụng đó. Thì cái TV đặc điểm là TV màu, màn hình phẳng, rất là mỏng, nhẹ, kích thước màn hình thì rất là lớn. Câu 6. Một số ngành nghề liên quan đến thiết kế thì có các những ngành nhóm ngành nghề. Đầu tiên là kỹ sư cơ khí, kỹ thuật viên cơ khí. Kỹ sư điện, kỹ thuật viên kỹ thuật điện. Kỹ sư điện tử, kỹ thuật viên kỹ thuật điện tử. Nhóm thứ tư là kỹ sư xây dựng, kỹ thuật viên, kỹ thuật xây dựng. Câu 7, các bước trong thiết kế kỹ thuật. Có 4 bước: xác định yêu cầu và lựa chọn giải pháp. Thứ hai là thiết kế sản phẩm. Thứ ba là đánh giá và hiệu chỉnh. Thứ tư là lập hồ sơ kỹ thuật. Thì đây, các nội dung 7 câu phía trên đây là nằm ở trong cái phần tự luận. Còn phần bên dưới là những câu bên dưới thì thuộc về phần trắc nghiệm 16 câu. Bao gồm các nội dung như là kỹ sư cơ khí, kỹ thuật viên cơ khí thì thực hiện công việc là thiết kế chi tiết, máy móc, công cụ cho sản xuất, cho các ngành nông nghiệp, công nghiệp. Kỹ sư điện, kỹ thuật viên, kỹ thuật điện làm nhiệm vụ là thiết kế thiết bị điện, động cơ điện, máy phát điện. Yêu cầu cơ bản về năng lực của kỹ sư điện. Có khả năng tự tìm hiểu và giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Có tư duy sáng tạo trong tư vấn và thiết kế. Sử dụng thành thạo.
các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu và thiết kế. Đặc điểm kỹ sư điện là người có chuyên môn cao trong lĩnh vực kỹ thuật điện. Thợ lắp ráp và thợ cơ khí điện. Đặc điểm là những người có tay nghề, có khả năng sử dụng các máy chuyên dụng cho lắp ráp và sửa chữa cơ khí điện. Về thợ lắp đặt và sửa chữa đường dây điện, đặc điểm là những người có tay nghề, có khả năng sử dụng các máy chuyên dụng cho lắp đặt và sửa chữa đường dây điện. Môi trường làm việc ở công ty truyền tải điện, phân phối điện, công ty xây lắp điện. Câu 7, ứng dụng của các mô đun cảm biến. Thì các em vừa dựa vào kiến thức đã học ha, liên hệ với thực tế thì cho biết là nó được sử dụng các loại mô đun cảm biến gì. Ở đây có các lựa chọn như là mô đun cảm biến ánh sáng, mô đun cảm biến nhiệt độ, mô đun cảm biến hồng ngoại và mô đun cảm biến độ ẩm. Cô vừa trình bày xong các nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ 2. Chúc các em sẽ đạt điểm tốt. Cô chào các em.